Rồi bây giờ thầy Trơn Trí với thầy Minh Thành với sư Minh Dược thì sẽ đi khất thực, chắc là sẽ vào nhà dân ở đây. Đó, đây sẽ là ngôi nhà đầu tiên trên đỉnh đèo, thầy sẽ ghé. Chưa hết nhà rồi, hết nhà rồi. Hết nhà rồi. Đây đây. Thầy đang đi khất thực ạ. Thầy đang đi khất thực. À, có kẹo lạc. Có nước nữa, có nước nữa. Nước gì cũng được chứ. Là chị chủ nhà mà ạ. Rồi, đi qua bên này thì cho mọi người xem. Đây có sư Trơn Trí mọi người nhé. Đây nhìn nhà cũng rất là tội, không biết là có đồ cơm chay hay là gì đó cho các thầy không. Lấy cơm cho sư rồi. Vô đây ạ. Mình xúc mình bới vào cái chén á, mình đưa cho các thầy. Hình như là mấy nhà này không biết thầy, mấy thầy là ai luôn. Không biết. Chắc là nhà dân tộc. Chung là trên đây là dùng cao, ít chung với thứ sợi điện thoại đều. Mình đừng dùng từ dân tộc, mình dùng từ địa phương. Dạ. Mình dùng từ đấy nó nặng. Từ sao cho nó nhẹ nhàng một chút, mình nói vậy người ta cũng buồn. Từ bắn lại. À, đây là đang trên một ngôi làng á, nên là người dân họ cũng không biết đâu mọi người ạ. Không có gì đó mọi người. Đang ngồi. Con chào thầy chưa? Con chào thầy. Dễ thương mọi người. Con biết các thầy không? Biết hả? Sao con biết các thầy? Con lại thầy chưa? Có ai gặp thầy ấy? Con gặp thầy ở đâu rồi mà con biết thầy hả? Đó, đây có thầy Trơn Trí rồi với lại thầy Vô Trụ. Đây là như là ngô hoàn tư múc múc mỗi người một muỗng. Lấy cái muỗng ra đây nữa, múc cho mỗi người một một ít. Đang đợi lấy thêm cái muỗng nữa. Đó, mọi người thấy không ạ? Đang xúc thêm cơm nữa mà. Đây thì cũng không có một cái đồ gì cả mọi người ạ, chỉ có cơm cũng là rất là có duyên rồi. Yeah. Quá tuyệt vời. Yeah. Ủa, đây là cơm mình là cơm gì đấy ạ? Chỉ thấy tím tím. Ôi, gạo nhìn thấy chắc chắn là sẽ rất là ngon đấy mọi người. Đó, người ở đây là khu vực miền núi á mọi người. Trời ơi, cơm nóng bốc khói luôn. Quá tuyệt vời, một cái tình cảm rất ấm cúng mọi người nhé. Nó không cần phải gì đó nhiều món ăn sơn hào hải vị đâu, chỉ gọi là ở đây chỉ là cơm. Mọi người thấy không? Đó. Cơm vẫn còn đang nóng nhưng... vậy là quá tuyệt vời rồi. Quá tuyệt vời rồi. Rồi cảm ơn chủ nhà nhá. Tuyệt vời. À, giúp con nhà bên này. Đây cô có đường không? Đường nước cũng được. Nước cũng được. Để biết là lọc đi gì cái đầu. Ở
đây là đang ở trên đỉnh núi á mọi người, nên là người dân ở đây cũng có thể là không biết các thầy đâu. Có gì cũng được mọi người. Đây mọi người cho mọi người xem. Trên đây mình nghĩ là không có mạng cho nên thì dân không tiếp cận được ha. Không tiếp cận được. Đây là không có điện luôn mà. Đúng rồi. À, có nước không mọi người nhé? Có đường, nước hay rượu vậy? Có vậy có muối không? Có đường hay muối ạ? À, nước cũng được, nước cũng được. Trời ơi, không có đường, không có muối. À bây giờ trời chỉ có nước là một cái điều quá tuyệt vời mọi người ạ. Mọi người thấy người dân ở đây không? Không có bánh trưng nữa là bánh mặn. Bánh mặn nó không có. Cảm ơn mẹ ăn rồi thầy con lo đó. Chẳng đến thầy ngồi là công dân. Người đồng bào không có gì. Không có gì hết mọi người, chỉ có nước thôi. Có lẽ đó thôi. Chỉ có nước thôi mọi người nhé. Em xin nữa thầy ngồi là chị đem cơm cho. Rồi cảm ơn bà nhá. Không cảm ơn bà nhiều nhá. Đó, bà không có gì cả. Bà chỉ có nước thôi mọi người ạ. Dạ. Và bà có thể cầm cho cái can nước lên được không ạ? Rồi, đó. Rồi chỉ có can nước thôi chứ không có gì hết ạ. Rồi con cảm ơn bà nhá. Đây cũng giao cũng là một cái tình cảm, dạ, tình cảm lòng thành của mình thôi. Trong tâm mình thôi ạ. Dạ, rồi cảm ơn bà nhé. Rồi các thầy bây giờ sẽ tiếp tục di chuyển lại đi khất thực những nhà dân khác mọi người. Đây người dân ở đây rất là tội, họ hầu như là không có đồ ăn, không có đồ gì để cho các thầy cả, mà chỉ có mang nước ra thôi mọi người ạ. À, bây giờ lúc nãy cũng có ba thầy qua rồi, nên là giờ ba thầy sẽ di chuyển mọi người nhé, tiếp tục đi khất thực ở những nhà khác mọi người ạ. Đó, tiếp tục đi phát thực mọi người ạ. Đó, các thầy sẽ tiếp tục di chuyển một quãng đường nữa mới có nhà dân đó mọi người. Do là nhà dân rất là ít đó mọi người, nên là các thầy sẽ phải tiếp tục di chuyển đó mọi người. Đó, đi khất thực ở nhà dân đây chỉ có một nhà, hai nhà. Để xuống đây em nói với các thầy thử. Đây đi xa lắm mới có nhà. Đây. Vì đi xuống kia còn xa lắm. Đi còn xa lắm mới có nhà thầy ạ. Dạ, bây giờ mình đi đã. Trên đèo nó không có nhà mọi người, lúc nãy chỉ mới ghé được một nhà thôi. Các thầy bây giờ tiếp tục đi khất thực mọi người nhé. Đó, mọi người thấy. Giờ ba thầy đi trước, ba thầy đi nhanh á, còn mấy thầy kia thì đi sau. Đó, tiếp tục đi khất thực. Chắc là đi một quãng nữa, phải tầm độ một cây số nữa thì sẽ có một chỗ là gara ô tô ấy. Đấy thì mới có nhà. Ba thầy đi với nhau là không ai đi kịp đâu mọi người. Đi rất nhanh. Ba thầy đi là mọi người là bó tay không đi kịp.